tác đào yến và đàn chim yến ở Cù Lao Chàm, Hội An là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Quảng. Chim yến Cù Lao Chàm là phân loại đặc hữu cho tổ yến có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Nhiều năm qua, bên cạnh việc khai thác hợp lý nguồn yến xào, thành phố Hội An đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học để duy trì và phát triển đàn yến. Trong đó, có giải pháp cứu hộ chim non và ấp nở chim yến nhân tạo để tái đàn thành công đã góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên quốc gia. Tại đảo Cù Lao Chàm hiện có khoảng 11 hang yến với số lượng cá thể hơn 100.000 con. Thông thường, chim yến sinh sản mỗi năm một lứa, mỗi lần 2 trứng và ấp nở vào tháng 4 hàng năm. Ngày nay, mùa khai thác yến xào Cù Lao Chàm được tổ chức 2 đợt vào tháng 4 và tháng 8 hàng năm. Mục đích khai thác tổ yến 2 lần nhằm chuyển trọng tâm sinh sản của chim yến sang tháng 7. Để chim non có thời gian trưởng thành bay theo đàn, chim mẹ nghỉ đông dài ngày, để làm tổ sinh sản từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Việc điều chỉnh mùa sinh sản và khai thác tổ yến hợp lý là cách để duy trì số lượng đàn yến, gia tăng sản lượng khai thác tổ yến và tăng nguồn lợi vàng trắng mỗi năm. Hiện nay, mỗi năm, thành phố Hội An khai thác khoảng 600 kg đến 800 kg yến, cho doanh thu từ 50 đến 70 tỷ đồng. Trong đó, loại yến quan ở Cù Lao Chàm được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng, hàm lượng protein dao động từ trong khoảng 49 đến 51%, cao hơn các loại yến ở địa phương khác, nên rất được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, sản lượng yến khai thác hàng năm sụt giảm từ 5 đến 10%. Đặc biệt, cuối năm 2020, do ảnh hưởng của các cơn bão số 9 và số 10, vụ khai thác đầu tiên vào tháng 3 vừa qua, sản lượng yến sụt giảm đến 30%. Hiện tượng giảm số lượng tổ yến và số lượng cá thể ở các hang trên đảo Cù Lao Chàm theo từng năm do các yếu tố tác động từ thiên nhiên, suy giảm hệ sinh thái và vùng kiếm ăn qua mỗi năm là điều đáng lo ngại. Ngoài những cái bất lợi của thời tiết, của biến đổi khí hậu, của mưa bão tại các hang đảo, thì cái vấn đề nguồn thức ăn tại chỗ ngày càng khan hiếm hơn. Nguyên nhân là do cái hệ sinh thái ở trong đất liền, tức là vùng kiếm ăn của chim nó bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Bên cạnh đó thì các cái quần đàn chim yến trong nhà nó cũng phát triển mạnh. Trong những năm gần đây thì nó có sự cạnh tranh thức ăn, thì làm cho chim yến đảo, cái vùng thức ăn nó thu hẹp, thành phần thức ăn nó cũng bị thu hẹp. Hiện tượng mà dân người ta bắt chim yến ở trong đất liền, thì người ta dùng lưới để người ta bắt chim. Thì đây là một cái nguy cơ rất lớn để làm cho giảm sụt cái sản lượng của yến đảo. Và như vậy thì cái sức sinh sản, cái hiệu quả sinh sản nó cũng kém đi. Chất lượng chim non nó cũng giảm đi. Và cái tỷ lệ mà chim non rời tổ thành công nó cũng thấp, dẫn đến cái tỷ lệ sinh sản tăng đàn mỗi năm nó cũng sẽ suy giảm theo. Một phần chim yến đảo mà đặc biệt là chim non mới trưởng thành thì nó có hiện tượng phân ly đàn và nó đi vào đất liền, nó sinh sống ở trong kia. Có nhiều cái yếu tố để tác động nó. Thì đứng trước cái vấn đề sâu môi trường suy thoái về môi trường cũng như sụt giảm của đồng chim, thì đơn vị cũng rất nhiều lo lắng. Trước thực trạng này, bên cạnh việc áp dụng các kinh nghiệm dân gian trong bảo tồn đàn yến như cơi nới hang, giữ ấm cho hang yến, thì việc dẫn dụ chim yến về các hang mới cũng được tính đến. Tại hang Múi Dứa ở Hòn Lao, ông Huỳnh Ri và các đồng nghiệp đã mất 5 năm để dẫn dụ khoảng 100 cá thể chim yến về đây làm tổ. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ áp dụng thành công ở đây. Các hang khác đều thất bại do nằm ở những vị trí không thuận lợi cho chim yến làm tổ.
việc phát triển hang yến mới cho tỷ lệ tăng đàn không cao, nên thành phố Hội An đã tập trung nghiên cứu các đề tài cứu hộ chim yến non và ấp nở nhân tạo chim yến do ông Huỳnh Ri và tiến sĩ Võ Tấn Phong chủ trì nhằm tăng số lượng cá thể và đàn yến đảo Cù Lao Chàm. Năm năm qua, tiến sĩ Võ Tấn Phong và ông Huỳnh Ri đã dành nhiều thời gian ở lại đảo để nghiên cứu và ghi nhận. Sau mỗi kỳ sinh sản và khai thác tổ yến, thường có khoảng 150 đến 200 chim non rơi khỏi tổ bị chết. Do đó, để cứu hộ chim yến non, ngoài việc thu hoạch chim non tại tổ, Ban Quản lý Khai thác Yến Sào Hội An đã sắp đặt một hệ thống lưới bảo vệ phía dưới các hang để cứu hộ chim non rơi khỏi tổ. Chim non sau khi cứu hộ sẽ được các nhân viên chăm sóc nuôi tại đảo trong một ngôi nhà rộng khoảng 40 mét vuông ở đảo Hòn Lao. Yến non rơi khỏi tổ thường bị thương nên quá trình cứu sống rất khó khăn. Thêm vào đó, thức ăn cho chim yến non không hề đơn giản. Thức ăn ban đầu là châu chấu đi bắt trên đảo, nhưng càng ngày về sau càng khan hiếm nên thức ăn cho chim yến phải mang từ đất liền ra. Sau nhiều lần thất bại, khẩu phần dinh dưỡng cho chim yến non đã được đúc kết khá công phu. Chim yến được cho ăn 3 bữa trong một ngày. Buổi sáng và chiều có bột ngũ cốc, dế, trứng gà, vitamin, kháng sinh trộn đều xay nhỏ. Khẩu phần buổi trưa bắt buộc có trứng kiến vàng, tỷ lệ một con ăn hết 14 gram. Công việc cứu hộ và chăm sóc chim non thường được mọi người nói vui là như chăm con mọn. Bởi chim non được đút cho ăn hàng ngày, công việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho chim yến thường được diễn ra từ 5 giờ và cứ thế 3 lần trong một ngày, chim yến được ưu tiên dùng bữa trước các nhân viên. Nhìn các nhân viên cứu hộ chim yến dùng những chiếc banh gắp từng mẩu thức ăn đút cho chim non mới thấy hết sự kỳ công và thú vị của việc nuôi chim yến non. Ngoài trung tâm cứu hộ ban đầu ở hang Mũi Dứa, các nhân viên Ban Quản lý Khai thác Yến Sào Hội An còn cứu hộ và chăm sóc chim yến tại các hang Khô, Tò Vò, hang Cả và cả trong đất liền. Sau 3 năm thực hiện phương pháp cứu hộ chim non, đã có khoảng 500 chim yến non được cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng và đã có khoảng 400 con thả bay theo đàn. Tỷ lệ cứu sống từ 80 đến 90%. Trong quá trình thu hoạch tổ thì một số tổ thì chim con cũng đã nở, thì chúng ta cũng lượm hết, thu hết những cái chim con đấy và về tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và đem là thả lại tại đảo. Chúng tôi tiến hành thu gom chim non là những con chim nhỏ cỡ khoảng chừng 7 đến 10 ngày tuổi. Sau khi nó rơi ra của tổ xong thì tiến hành tổ chức thu gom lại để nuôi. Thì bước đầu về mặt nghiên cứu thì xây dựng mô hình thì có tỷ lệ khá tốt, tức là nó tỷ lệ đạt đến 90% chim mà mình chúng ta thu gom lại và nó phát triển, nó bay theo đàn được. Đây là thành công quan trọng tạo tiền đề để các cán bộ nhân viên Ban Quản lý Khai thác Yến Sào Hội An mạnh dạn triển khai mô hình ấp trứng và nuôi chim yến nhân tạo nhằm bổ sung lượng chim yến tái đàn nhanh và có thể nhân rộng mô hình cho các địa phương duyên hải miền Trung có điều kiện phát triển đàn yến. Chúng tôi đã cùng với cán bộ nhân viên Ban Quản lý Khai thác Yến Sào Hội An tham gia hoạt động khai thác tổ yến, cứu hộ chim non và đặc biệt là quan sát quá trình thu gom trứng chim yến để thực hiện phương pháp ấp và nuôi chim yến nhân tạo. Ấp nở và nuôi nhân tạo thì chúng tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái vấn đề thu trứng tại các hang đảo. Do cái địa hình nó rất là phức tạp cho nên vấn đề thu trứng nó thường là dễ dẫn đến bể vỡ. Cho nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận khi thu trứng và vận chuyển trứng về nhà nuôi. Có thể nói là cái tỷ lệ nở cao hay thấp là nó phụ thuộc vào cái khâu thu và vận chuyển trứng. Trứng chim yến sau khi thu hoạch sẽ được cẩn thận vận chuyển vào trong đất liền để tiến hành ấp nở và nuôi nhân tạo tại một trung tâm nghiên cứu được xây dựng gần cảng cửa đại thành phố Hội An. Tại đây, trứng chim yến sẽ được phân loại theo ngày tuổi
để cho vào các máy ấp nhân tạo. Mỗi trứng chim yến thường ấp nở trong 24 ngày. Trứng chim yến được thăm khám thường xuyên hàng ngày để đảm bảo luôn đủ ấm và giúp phát hiện những chú chim non chào đời sớm để đưa ra nuôi ấp ở các vị trí khác, tránh rơi rụng bị thương trong lò ấp. Chim non sau khi chào đời sẽ được đưa vào các cá thể nhân tạo giống như hình những chiếc tổ yến ngoài tự nhiên. Lúc đầu chim non được giữ ấm cẩn thận, khi chim lớn sẽ chuyển ra các giá đỡ bên ngoài để chim làm quen với môi trường và không gian lớn hơn. Hàng ngày vất vả nhất vẫn là công đoạn cho chim non ăn. Ngày 3 lần, các nhân viên trung tâm nghiên cứu phải dành gần 4 tiếng đồng hồ để đút cho chim non ăn. Chim càng lớn, khẩu phần ăn càng tăng. Công việc đút cho chim ăn nhiều khi khiến các nhân viên rã rời cả cánh tay. Trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí, nên quy mô để ấp trứng và nuôi nhân tạo chim yến ở Cù Lao Chàm chỉ dừng lại mỗi đợt khoảng 500 đến 600 trứng. Sau khoảng 30 ngày ấp nở, nuôi dưỡng và tập bay trong nhà nghiên cứu ở đất liền, chim yến đủ sức khỏe sẽ được chuyển ra đảo tiếp tục nuôi dưỡng, tổ chức tập bay, kiếm ăn và làm quen với thời tiết ở đảo. Tại đảo Hòn Lao, một khu vực nhà lưới đã được xây dựng bên cạnh nhà cứu hộ và nuôi chim yến để giúp chim yến tập bay. Tại đây, chim yến tiếp tục được cho ăn đầy đủ ngày 3 bữa, tập bay trong nhà và tiếp cận với không khí ở đảo trong khoảng 10 ngày. Sau đó được thả vào nhà lưới để tiếp tục tập bay. Khi chim yến đã làm quen được với môi trường, khí hậu trên đảo và có thể tự kiếm ăn, sẽ hòa mình vào tự nhiên và nhập đàn. Trong năm đầu tiên thực hiện mô hình ấp nở và nuôi chim yến nhân tạo, tỷ lệ thành công đạt trên 90% và đã có gần 1.000 chim yến đã được thả vào tự nhiên, góp phần tăng số lượng cá thể chim yến trên đảo. Khó khăn lớn nhất của những cán bộ tâm huyết tham gia việc cứu hộ cũng như thực hiện ấp nuôi chim yến nhân tạo, đó là không có thiết bị để giám sát quá trình trưởng thành của chim yến sau khi hòa nhập vào tự nhiên, nhằm đánh giá tỷ lệ chim yến sống sót là bao nhiêu và tỷ lệ chim yến di cư vào đất liền cũng như quay lại đảo là bao nhiêu. Dẫu vậy, mọi người đều rất vui và tự hào là hàng năm đã bổ sung khoảng 1.000 chim yến cho tự nhiên. Công việc khi nó bay sang thì nó sẽ hòa vào đàn, nhưng chúng tôi chưa nghiên cứu được là trong quá trình di chuyển và cái quá trình kiếm ăn của chim nó về hơn lại hay không, thì nó có lẽ là cũng phải có một cái chương trình nghiên cứu tiếp theo. Còn cái việc đánh giá cái hiệu quả tăng đàn thì phải chờ thời gian mà chúng ta coi thử cái sự trở về của chim như thế nào, rồi cái sản lượng nó thay đổi như thế nào thì chúng ta mới có cái đánh giá cụ thể hơn. Hiện nay các mô hình cứu hộ và ấp nuôi chim yến nhân tạo trên đất liền đã được công ty Yến Xào Khánh Hòa và Ban Quản lý Khai thác Yến Xào Hội An thực hiện thành công. Việc triển khai thành công cứu hộ, ấp nuôi chim yến nhân tạo trong điều kiện bán hoang dã như ở Cù Lao Chàm sẽ là kinh nghiệm quý để có thể áp dụng cho nhiều địa phương duyên hải miền Trung hiện có những đàn chim yến đảo đang đối diện với nguy cơ suy giảm đàn. Về lâu dài, cần có thêm nghiên cứu cũng như đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về quy trình cứu hộ, ấp trứng, nuôi chim yến nhân tạo ngay tại các hang đảo để tiết kiệm giảm chi phí, tăng tỷ lệ chim sống để bổ sung đàn yến trên đảo, đảm bảo hài hòa các yêu cầu khai thác hợp lý, tăng nguồn lợi từ yến và bổ sung đàn yến tự nhiên. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp cứu hộ chim non, ấp trứng và nuôi chim yến nhân tạo đã và đang góp phần tích cực vào việc tăng đàn chim yến đảo, từ đó nâng cao sản lượng tổ, tăng nguồn lợi từ yến xào Cù Lao Chàm, nguồn vàng trắng của xứ Quảng và quốc gia.